Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video giới thiệu về chiếc xe Toyota Camry và chính sách bán hàng cũng như lịch xe của thời điểm tháng 7 năm 2022 này. Camry thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản là 2.0 và 2 phiên bản là 2.5. Giá lần lượt các phiên bản là 2.0G có giá niêm yết là 1.070.000.000, phiên bản 2.0Q có giá niêm yết là 1.185.000.000, phiên bản 2.5Q có giá niêm yết là 1.370.000.000 và phiên bản cao cấp nhất phiên bản xăng điện thì có giá niêm yết là 1.460.000.000. Hiện tại thì bên em đang có sẵn xe bản 2.0G này, 2.0Q và 2.5Q là đều là 3 phiên bản đang có sẵn giao ngay của Toyota Bắc Ninh. Hiện tại thì những dòng xe nhập khẩu do cái ảnh hưởng của dịch thì đã về được khá ít, nhưng tuy nhiên là bên em cũng đa số là đủ các cái phiên bản để giao ngay. Chỉ là có phiên bản xăng điện thì hiện tại đang rất ít xe trên thị trường, cũng như là cũng không có lịch xe rồi ký chợ khá xa, đến tận đầu năm 2023 cơ mới có xe của bản xăng điện. Với 4-3 phiên bản hiện tại thì khách hàng có sự lựa chọn đa số là về cái bản 2.5Q và 2.5Q, 2.0Q và 2.5Q, giá lần lượt là 1.185.000.000 và 1.370.000.000. Thì bản hai phiên bản là cơ bản giống nhau về option, chỉ khác nhau về hai yếu tố. Thứ nhất là về máy, một bản 2.5 và bản 2.0 thì hiện tại đều đang là máy mới được cập nhật phiên bản 2022 này, thì xe đã được nâng công suất mà lại tiết kiệm hơn nhiên liệu hơn so với cả phiên bản 2021. Hai phiên bản khác nhau về thứ nhất về máy và thứ hai là về cái Kama 60. Thì hiện tại ở trong video này thì em đang giới thiệu về chiếc xe Toyota Camry bản 2.0Q phiên bản 1.185.000.000 đấy ạ. Phiên bản này cũng được khách hàng đón nhận khá nhiều với phiên bản mới. Ngày xưa chỉ có 2.0G và 2.5Q thôi, cái năm nay lại đã có là 4 phiên bản đầy đủ, đều được trang bị là đèn full LED này, điều hòa tự động này, rồi nhớ ghế hai vị trí này. Xe này thì đã được đổ lên cốp điện, hai phiên bản đều có cửa sổ trời và đều có cái bệ thủy tay phía sau cho người hàng ghế thứ hai. Xe thì có 3 lựa chọn về nội thất là trắng, đen và đỏ. Tuy nhiên là xe sẽ chủ yếu là về màu trắng và màu đen, và đặc biệt là đa số là màu đen là chủ yếu. Nội thất thì sẽ có 2 lựa chọn là be và đen. Trong khuôn khổ video nhanh này em sẽ giới thiệu qua về cái xe như vậy. Và vừa rồi thì anh chị nào cần em tư vấn thêm vấn đề gì có thể liên hệ giúp em qua số hotline của Xe Money. Xin hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.